Bao nhiêu anh chị vẫn còn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn cái dòng bơm nào để mình bơm nước mưa ở các cái hố tòa nhà cao tầng, hoặc là anh chị chưa biết lựa chọn cái dòng bơm nào để mình bơm nước thải hoặc là các cái hố nước phân, hoặc là anh chị chưa biết lựa chọn cái dòng bơm nào để mình bơm các cái hố móng, thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị một cái dòng bơm, đó là dòng bơm của hiệu APP. Anh chị muốn giải quyết triệt để các cái vấn cái như mong muốn của mình thì cho em xin một like, comment hoặc chia sẻ nhá. Và đây là bơm chìm hiệu APP. Cái bơm này có nguồn gốc từ Đài Loan. Ứng dụng của bơm là dùng để bơm nước thải, bơm nước mưa, bơm hố móng, bơm phân ở tòa nhà cao tầng. Và đây là cái bơm, đây là cái đế của bơm. Tem của sản phẩm, model là BAV-400, công suất là 400W. Make in Taiwan. Và đây là cái tem chống hàng giả của cái bơm. Em xin nhắc lại cái ứng dụng của bơm này. Bơm này mình có thể dùng để bơm nước thải sạch, bơm nước mưa ở các cái hố nước ở các cái tòa nhà cao tầng, hoặc là mình bơm hố móng. Cái bơm này thì nó cũng rất là nhẹ, cho nó là mình mang vác vận chuyển rất là đơn giản và dễ dàng. Cái hàng này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan và cũng có đầy đủ chứng từ nhập khẩu COCQ. Nếu anh chị quan tâm về cái dòng sản phẩm này, vui lòng cho em xin một cái comment ở bên dưới, hoặc là liên hệ trực tiếp với số Zalo ở bên em. Bên em sẽ báo giá chi tiết cho anh chị. Và nếu như anh chị cần tư vấn thì bên em sẽ có đội ngũ tư vấn viên miễn phí tới anh chị, để làm sao cho anh chị đáp ứng được tốt nhất cái nhu cầu và giải quyết được cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Và em là Hồng ở công ty trách nhiệm hạn Vimax. Đây là kênh bơm công nghiệp 247 chuyên review về các cái sản phẩm máy bơm có sẵn ở trên thị trường. Công ty Vimax đã thành lập được 12 năm và có cái đội ngũ tư vấn viên hết sức là có nhiều kinh nghiệm. Nếu mà anh chị quan tâm, vui lòng comment với em hoặc là liên hệ với bên em sẽ tư vấn miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn.